Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mới nhất, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nhận lỗi chịu chi phí xét nghiệm ADN cho hàng trăm cho cốt. Trước sức ép từ phía người dân, phía nhà chùa đã nhận trách nhiệm và tìm phương án xử lý. Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 9, rất nhiều người gửi cho cốt người thân tại chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã rất bức xúc khi nhiều hũ cho cốt không còn di ảnh được nhà chùa vứt bừa bộn chất đống ở một nhà kho. Ghi nhận của phóng viên, đến 18 giờ chiều vẫn còn khá đông người dân vẫn còn ngồi lại chùa làm đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng. Tại thời điểm này, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và tiến hành kiểm điểm những hũ cốt đang đặt tại chùa. Theo thông tin mới nhất, vào ngày 17 tháng 9 tới đây, thân nhân sẽ đến chùa để nhận bản cam kết xử lý vụ việc theo hướng có lợi nhất. Đến 18 giờ, nhiều người dân có thân nhân gửi cho cốt tại chùa vẫn ngồi chờ đợi. Đại diện người dân đã lên tiếng mong muốn chùa Kỳ Quang 2 sớm có phương án giải quyết thỏa đáng nhất. Ngoài ra, trụ trì cũng đã nhận trách nhiệm và hứa sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác định ADN từng hài cốt của các nhân thân. Đồng thời cho biết vào đầu tháng 8 âm lịch, nhà chùa sẽ có thông báo về việc xác định ADN này. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã hợp tác với chính quyền địa phương để liêm phong các hũ cốt. Để đến ngày 17 tháng 9 sẽ có thông báo tiếp theo cho người thân có cho cốt gửi tại chùa. Sự việc xảy ra là ngoài mong muốn của thầy và thầy xin nhận trách nhiệm về mình. Sắp tới, để xác định chính xác hài cốt của nhân thân nào, chùa sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN. Mọi chi phí xét nghiệm ADN chùa sẽ chịu hết. Chùa Kỳ Quang 2 và đại diện chính quyền xuống hầm kiểm tra các hũ cho cốt đang được gửi tại chùa. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 17, quận Gò Vấp cũng cho biết, sau khi kiểm đếm, tổng số hũ cho cốt tại chùa là 883 hũ, trong đó có 302 hũ dưới hầm, 581 hũ đá trắng và 374 hũ có đánh số, v.v. Hiện nay, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cũng đã làm việc với phường, nhận trách nhiệm và đang tìm phương án để giải quyết cho thỏa đáng theo nguyện vọng của người dân. Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho biết, lý do di ảnh trên các hũ cho cốt của người mất đang gửi tại chùa bị rơi rớt là trong quá trình thờ cúng phải thay đổi, di chuyển đi nơi khác nên bị rơi ra. Ngoài ra, trong quá trình nhà chùa tẩy rửa bụi bẩn cũng như keo dán hình ảnh trên các hũ cho cốt quá lâu nên cũng rơi rớt ra ngoài. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.